Đói bụng rồi cả nhà ơi, đi kiếm cái gì ăn thôi. Cả nhà thấy cái cù lao này nó rất là tuyệt vời, nó nằm giữa cái con sông Rang, thật là tuyệt vời. Con sông Rang này rất là rộng lớn nha cả nhà. Ai có trải nghiệm thử bơi lội qua con sông Rang này có chịu nổi không? Nước nó chảy rất mạnh đó. Đây là nho vào mùa thu nó sẽ vàng lá như thế này đó cả nhà ơi. Con Hân đang bắt gặp một con cò. Con cò này là nó ăn cá dữ lắm này cả nhà. Nó đang ngậm con cá đó. Hình như nó đang ngậm Nó cái gì. đang ngậm con À cá. đúng rồi, nó đang ngậm con cá trong miệng đó nè. Xa quá, mờ quá. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào nhà hàng này ăn trưa thôi, đói bụng rồi. Trong đây có cái mùi giống như là mực lăn bột chiên giòn. Quintessence Pháp về cái màu rất là tuyệt đẹp luôn, cũng như những cái lá cây mà nó leo lên tường này nha. Còn ở đó là cái cây màu vàng, thật là vàng luôn. Ở đây nó bị chói ánh nắng nên vàng, thấy không rõ, đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Bitte schön. Ah, super. Ja? Perfekt, danke. Ach ja, con Hân sẽ đặt cái món là con giòm với sốt cà, còn bé cái thì đặt cá ngừ, miếng một miếng cá ngừ thật là ngon luôn, miếng steak. Còn anh Dominic thì đặt cũng là con giòm luôn. Trong siêu thị có bán gì? Yeah, may I stay in the supermarket?
Chúc Dominic. Chúc ăn ngon nha. Chúc ăn ngon nha. Dominic ăn ngon. Bé thì ăn ngon. Đây nè, cái này là phong chip. Đó, bé thì có cái phong chip nè. Thank you. Đó. Miếng phong chip ngon ha. Miếng cá, cá ngừ. Mr. Zisha. Mời mọi người ăn. Cái con này là con vam. Con vòm. Con vòm. Bên này nó kêu là miss. Miss. Đây là cá ngừ. Tay nó cái tên mình không có biết là cái nó làm cái gì, nhưng mà nhiều món mình kêu đại ăn cũng ngon. Muốn ly ngũ trắng cũng ngon. Dominic tháo ra hết một lúc luôn. Tháo ra hết một lúc rồi là Dominic ăn sao? Ngon không? Ngon, ngon không thì? Ngon. Miếng cá ngừ thấy hấp dẫn ha. Đúng rồi, cái sốt cũng ngon. Anh à, nó hỏi con này con chim á. Con chim. Con chim. Dominic hỏi con này con chim. Giống lắm á. À, kêu thêm một portion khoai lang tây nữa, kêu một phần khoai lang tây nữa để ăn. Ngon quá. Hấp miếng nước à? Không, cái này nước là chấm bị cũng ngon thế nè. Dominic, ăn chim ngon không? À, dạ. Ngon, rất ngon. Rất ngon luôn. Yeah, I understand. Yeah. Eat the chim. Yeah. Dominic vui tánh lắm cả nhà. À, hai vợ chồng dễ thương chưa? Mình ngồi đây mình lẻ loi thấy buồn dễ sợ luôn. Thấy cái chai nước không? Tính tiền em ơi. Dominic tính tiền. Tính tiền. À 89 thôi cô. 70 euro ship thịt hết. Mình đi tiếp. Đi về. Dẫn cho đi ăn anh Hè, còn bó cho 50 nữa nè. Tiền cảm ơn nhiều nha, bữa nay được thăm Dominic với chị Dương quá trời thích luôn. Mưa rồi. Mưa. Đi ra xe đi về thôi.